thế nó cứ thì bệnh như thế là chết hết đấy. Mà nhà cháu cũng phúc ác đấy. Dùng mọi cách để cứu vãn nhưng cũng không có kết quả. Hai con gà được hỗ trợ nhưng giờ gia đình ông Thọ chỉ còn duy nhất một con sống sót. Chẳng riêng gì nhà ông Thọ, vì trên địa bàn hai xã Thanh Xá và Thái Ninh, huyện Thanh Ba, sau 2 tháng triển khai dự án đến nay đã có hơn 11.000 con gà bị chết. Thiệt đơn rồi lại thiệt kép, vì gà các hộ đang nuôi cũng đổ bệnh chết tiếp với khoảng gần 7.000 con, thiệt hại cả 100 triệu đồng. Khoảng 5 hôm cái bắt đầu nó cứ khẹt khẹt, xong nó kéo hẹn lên. Thế xong rồi là nó cứ khò, khò, thế là nó chết. Cấp gà chúng tôi về nuôi thôi, thế được 2 ngày thì nó chết, chết sạch. Hôm nay chết 2 con, hôm sau chết 3 con, đến lúc gần 15 ngày sau, chết hết. Sau đó lấy răng gà nhà. Phía hợp tác xã Đỗ Sơn, đơn vị cung cấp gà cho dự án của các xã, một mực cam kết toàn bộ số gà dự án có nguồn gốc rõ ràng và đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ. Vì thế lãnh đạo hợp tác xã này cho rằng nguyên nhân gà chết là do tác động của điều kiện môi trường sinh sống. Thực sự là những bệnh là bệnh rất là phổ thông ở trong môi trường, có nghĩa là nó chỉ cần nắng nè, nhiệt độ nắng mưa thì nó có thể dẫn đến bệnh là hen ghép Ekuni, và con gà có thể ngáp và chết do thiếu khí. Bởi vì điều kiện sống chúng tôi kiểm tra là cái chuồng gà rất là mùi, cái nồng độ amox rất lớn và không độ thông thoáng. Theo hợp đồng mua bán thì gà giống phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng đã qua kiểm định của ngành thú y. Tuy nhiên phía trạm thú y huyện Thanh Ba cho rằng đơn vị này không kiểm dịch cho toàn bộ số gà dự án. Vì theo quy định, gia cầm vận chuyển trong nội tỉnh không bắt buộc phải kiểm dịch. Và tại thời điểm đơn vị cung cấp giao gà cho dân thì phía trạm thú y cũng không tham gia kiểm tra thực tế vì phía xã không hề thông báo. Kiểm tra lâm sàng gà dự án này thì trạm em không được xã mời về để kiểm tra. Xã thì không báo về cho trạm em nên em cũng không làm biên bản, cũng không biết về cái trường hợp cấp gà hôm đó. Chỉ đến khi gà đồng loạt đổ bệnh chết bất thường thì đơn vị này mới lấy mẫu 3 con gà đi kiểm tra. Tuy nhiên kết quả kiểm nghiệm cũng chỉ loại trừ được 2 bệnh dịch nguy hiểm là cúm gia cầm và gà dù. Còn đến nay cơ quan thú y vẫn chưa thể khẳng định được gà chết vì bệnh gì, mà vẫn chỉ nghi vấn do mắc bệnh viêm phế quản truyền nhiễm và thương hàn bởi tác động của thời tiết. Cái hôm nhận gà thì em nhớ rất rõ là hôm nay trời mưa rất to, mưa to và mưa kéo dài, con gà nó rất mẫn cảm. Thì đấy là một cái điều kiện nó bất lợi. Bỏ qua chuyện nguyên nhân vì sao gà chết, trong câu chuyện chia sẻ với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba cho rằng sự việc lần này là một bài học khi triển khai chương trình hỗ trợ cho dân. Theo như báo cáo thì chỗ xã mới lại đơn vị cung cấp gà thì là chưa thanh toán kinh phí cho cái đơn vị cung ứng. Đấy, do vậy mà cũng có những cái để chúng ta yêu cầu, thứ nhất là đối với đơn vị cung ứng sẽ có cái biện pháp cùng với chỗ xã để có thể hỗ trợ cho cái người dân cái chỗ gà đã chết một cách tốt nhất. Phía hợp tác xã chăn nuôi Đỗ Sơn, đơn vị cung ứng gà cũng cam kết sẽ cấp lại gà giống cho người dân. Nhưng thứ người dân cần hơn là tiền hỗ trợ. Khi gà nhà cũng đã chết rục xương thì sẽ không được hưởng. Vì kết luận của cơ quan thú y là gà chết do tác động của thời tiết, chứ không phải nằm trong ổ dịch.